với Đạt nhỏ Mỹ Hiệp Sơn. Và đồng tháp gồm có Tình Tháp Mười, Thông Tam Nông, Giang Tân Hồng và Thanh Hỏi. Điểm với Đồng Tháp 1-0. Pha đá bóng tốt của Dưa Hấu, điểm cho Giang 1-1. Đá kiểu hùa mà, đá kiểu hùa đá sẵn. Mình hùa tăng điểm. Bên nào đang tăng? Bên đây đang tăng. À đá. Đã bóng ngoài điểm cho Giang 2-1. Tại trò chơi bữa nay ông cũng tự thương yêu tôi chứ không làm gì nha. Tôi chưa làm Giang. Ôi mình bên đây không chứ mình bấm nào nào. Rất mầm. Và là bóng tốt của Thông Tam Nông, điểm cho Đồng Tháp 2-2. Và bóng tốt của Hào Lửa, điểm An Giang 3-2. Tôi bên đây không á mà thua ngầu nữa, đá không được cái thua, đá được cái là ăn vậy đó, mà đá không được rồi. Hai bên đang tạm dừng hủy kỹ thuật và vô bạc. Cái này ba sân chứ không, cái này là nếu mà bữa nay hai sân kia nó quýnh nó dọn lên ngạt luôn, là cũng như sân Hòa Bình nữa phải không? Sân Hòa Bình một sân, sân trên của Hoàng Đôn cánh. Nhưng mà này đông dữ lắm. Giờ trận đấu tiếp tục, điểm cho An Giang 3-2. Pha bóng quá tốt của Dưa Hấu, điểm cho An Giang 4-2. Bóng quá tốt của Thông Tam Nông, điểm Đồng Tháp 3-4. Cái bàn vậy mà thằng Nam nó dám phát bóng ngoài, điểm cho An Giang 5-3. Cái bàn nó bắt mày đi đá thằng 6 rồi. Pha bóng bài khó chịu của Dưa Hấu, điểm cho An Giang 6-3. Bắt là đạp mất á là bắt ăn không á. Ông đạp ngoài mà như thiệt nhưng mà có lỗ bự á. Tụt lỗ. Đừng vậy đối thường nghe tôi nghe, đừng nói vậy đối thường luôn cái mấy ông nội. Bốn ngoài, điểm Đồng Tháp 4-6. Không biết gì cho dầu tài phải là vậy cái ông trời. Điểm dân gian 7-4. Đưa con Lê về đó mà, gì đó mà gì.
điện thoại với dây gà. Một pha là bóng ngoài quá đáng tiếc của Tình Tháp 10. Điểm Giang Giang 8-4. Nhiều lúc tôi đôi khi tôi quên luôn á. Tôi là không phải trung thành. Ai? Ông Chí hay vậy? Ai? Ông Chí ông ăn nằm bên hội ăn. Ông Chí ông nằm bên hội nãy ông ăn khai xe á. Lao người cái sơ nãy là ông Chí nó nằm bên hội ông ăn. Điểm Đồng Tháp 5-8. Tiếp tục lên điểm số Đồng Tháp 6-8. Cô le lù lù cái thôn xe cái đi về. Dì Hấu đồng bóng tốt, điểm dần dần 96. Kèo hẹn cái đánh xe cái thua về. Cái lù lù qua. Bữa nay hẹn dài. Bữa nay không hẹn, hôm nay tự cáo cái thua hai xe cái đi về. Thông đồng bóng tốt. Điểm là điểm 79 nè. Vừa hở đầu bóng tốt. Điểm cho anh Giang. Điểm cho anh Giang 17. Biên. Không là bóng tốt. 80 cho Đồng Tháp. Chính không đó Thành. Chính không đó. Chính không. Chính không. Chính không. Chính lộn hả? Chính không hả? Rồi vô tài nó quýnh chút bia vô điểm Giang Giang 11-9. Điểm Đồng Tháp 10-11. Thằng Thành nè, nó bê cho banh nè, bên kia bắt ra bụi xài lên một đều. Mười một đều cho Đồng Tháp, hay thiệt ha. Có tiền chỉ đúng đường bóng luôn đó, ra bụi xài luôn đó. Gớt mầm. Thấy không? Biết gớt mầm mà. Thấy không gớt mầm thấy không? Thấy không? 12-11 cho Đồng Tháp. Nè, ai đâu mấy đâu? Ai đâu mấy đâu kêu cái ai? Nè, bên đây đang tôm kìa nè. Tôm kìa. Vô. Có tao mãi đậu rồi đó. Tại đó mất năm. Tao rồi. Mười hai điều cho anh Giang. Mười hai điều. Dù lưới thiệt. 13-12 cho anh Giang. Bỏ đi, coi
Né né chút xíu coi, qua đó chút xíu kia. Đúng rồi đó, đứng rồi đi. Pha chân bóng quá tốt của Hào Lửa. 14-12 cho An Giang. Quá đẹp. Và bóng chỉ về của Thông Tâm Nông 13-14 cho Đồng Tháp. Phát bóng ngoài, kết thúc trận đấu tèm 4 An Giang chiến thắng tèm 4 của Đồng Tháp.